Chương 1 Gầm giường 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đèn đường mờ vàng dưới, dép đem một cây cơ hộ đốt tới đầu lọc tàn thuốc ném trên mặt đất. Lập tức, ánh mắt của hắn nhanh chóng hướng hai bên nhìn quanh, đồng thời thói quen dùng giày da ngọn nguồn dẫm ở tàn thuốc, vừa đi vừa về ma sát. T. Đáng chết. Dép dùng sức vung chân, hắn quên đi mình để giày đã sớm mài đến rất mỏng gần như có thể thông khí, cái này bị bỏng đến bàn chân. Gió đêm bọc lấy hàng ý tại đường đi vừa đi vừa về phá, trên đường đã thấy không đến mấy cái người đi đường, nơi xa mấy cái cũng là bọc lấy mũ khăn quàng cổ cúi đầu vội vàng vội vàng đường. Dép đem mình áo khoác cổ áo lật đứng lên, hai bên cổ áo bởi vì vết bẩn mà hiện ra bóng loáng, nhưng ở giờ phút này lại có thể cho hắn một loại mình đang bị ẩn tàng cùng bảo hộ cảm giác an toàn. Phía trước là minh đường phố số 128, từ số 50 đến số 200, đều là liên bài kiến trúc, vô luận là mua vẫn là thuê ở người ở chỗ này, đại khái không phải là đại phú ông, nhưng ít ra cũng coi là trung sản. Trước mắt phòng là một nhà ba người ở, nam chủ nhân là một bác sĩ, nữ chủ nhân là một giáo sư, bọn hắn còn có một cái bảy tuổi nhi tử. Ban ngày sẽ có nữ hầu đến quét dọn vệ sinh thu thập phòng, nhưng nữ hầu cũng sẽ không lưu đêm, chuẩn bị kỹ càng sau bữa cơm chiều liền sẽ về nhà. Mặt khác, nhà này người có một cái thói quen, bọn hắn mỗi tuần sáu ban đêm, sẽ cả nhà đi ra cửa rạp hát nhìn diễn xuất. Cửa bị mở ra, một thân âu phục màu đen nam chủ nhân trước đi ra, phát động dựng ở cửa xe, sau đó, người mặc màu đỏ váy liền áo nữ chủ nhân cũng nắm hài tử đi ra cửa, đóng cửa lại về sau, cùng hài tử vừa nói vừa cười lên trường phu xe. Sau đó, lái xe đi. Dép dùng đầu lưỡi liếm liếm mình trên dưới môi, bước nhanh về phía trước trước xoay người nhảy qua ngay cả một đầu cỡ nhỏ chó đều không thể ngăn trở thấp bé hàng rào gỗ, rơi vào vườn hoa sau lại nhanh bước lên bậc thang, từ trong túi xuất ra một cái chìa khóa, cắm vào. Răng rắc. Thanh Thúy Tiến vang biểu thị mở cửa thành công. Ba tháng trước, vẫn là công ty dọn nhà công nhân dép tại vì cái này một nhà cung cấp dọn nhà phục vụ lúc, nữ chủ nhân rất là tín nhiệm đem nhà mới chìa khóa cho công ty dọn nhà, dép nhân cơ hội này vụn trộm phối một thanh. Chỉ bất quá khi đó hắn còn đang do dự muốn hay không ăn cắp, hắn lúc ấy cơ hồ đã thua không có gì cả, hiện tại, hắn không cần do dự, bởi vì hắn không chỉ có không có gì cả, còn thiếu đặt mông nợ. Mở cửa sau dép lách mình mà vào, đồng thời nhanh chóng đóng cửa lại. Đêm nay về sau, các ngươi hẳn là có thể minh bạch dọn nhà sau đến thay mới khóa đạo lý. Lầu mục là mở ra thức phòng bếp thêm đồ ăn sảnh, cộng thêm gốc tây bắt một chỗ bảo mẫu ở giữa dép trực tiếp lên lầu 2, hắn không có mở đèn, mà là mở ra mình mang tới đèn pin, đèn pin chỉ có một ít không ổn định. Đáng chết. Dép lại yên lặng mắng một tiếng, hắn biết là bởi vì pin lượng điện không đủ, nhưng kia cũng là bởi vì chính hắn đem nguyên bản định mua pin tiền đi mua một bao năm rupee, mấp, thuốc lá. Khuỷu tay nơi tay đèn pin trên dùng sức gõ mấy cái, đèn pin cầm tay sáng ngời so lúc trước muốn sáng lên một chút. Lầu 2 là vợ chồng phòng ngủ chính thêm một cái tiểu thư phòng cùng một cái phòng tắm, về phần lầu 3, bởi vì là lầu các duyên cớ, cho nên chỉ làm hai tử phòng ngủ. Dép đẩy ra phòng ngủ chính cửa, vào mắt là một trương giường lớn cùng các thức cổ phát ngăn tủ, hắn rõ ràng, nhà này thứ đáng giá đại khái suất sẽ ở căn này phòng ngủ chính bên trong, đương nhiên, trước khi đi, hắn vẫn là sẽ lại đi tiểu thư phòng quét mắt một vòng. TT TT dòng điện tiếng ma sát cộng thêm bông tuyết âm truyền đến. Hoan nghênh nghe đài Lugia cố sự hội tiết mục, ta là lão bằng hữu của các ngươi. Alfred, đêm nay ánh trăng rất đẹp, xinh đẹp như vậy dưới ánh trăng, vô luận làm cái gì, tự hồ cũng có thể nương theo lấy một cổ hạnh phúc hương vị. Dép bị cái này đột nhiên thanh âm giật nảy mình, cúi đầu xem xét, mới phát hiện là một đài kiểu cũ đầu phòng quản radio. Đáng chết, người đều rời nhà, liền không hiểu tiết kiệm tiền điện sao. Dép đưa tay đem cơ quan thu âm. Sau đó, hắn bắt đầu trước lật gian phòng bên trong bàn trang điểm ngăn tủ, bình thường mà nói, nữ chủ nhân thích đem một vài thường đeo đồ trang sức cùng cuộc sống trong nhà phí để ở chỗ này, đương nhiên, tiếp xuống nếu như có thể tìm tới hộp trang sức vậy liền không thể tốt hơn. Răng rắc. Lầu một vào lúc này truyền đến tiếng mở cửa. Dép dọa đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ngay sau đó, là giày cao gót lên thang lầu tiếng vang mục tiêu rất rõ ràng liền là hướng phòng ngủ mà đến dép lập tức đem ngăn kéo đẩy trở về quan bế đèn pin hắn chỉ là cái tặc hắn không phải cường đạo trộm cướp là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau liền xem như tại pháp viện bên trong định tội cũng là không giống trọng yếu nhất chính là hắn căn bản cũng không có dũng khí đi làm một cái cường đạo giày cao gót thanh âm tới rất nhanh mang theo một chút vội vàng dép căn bản là không kịp quá nhiều cân nhắc cái khác, chỉ có thể thân thể một nằm, nghiêng người, cút vào gầm giường. Kẹt kẹt. Gần như đồng thời, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Ba. Đèn bị mở ra. Ngay tại dưới giường làm lấy, ngụy tắm phẳng chèo chống, dép trông thấy một đôi giày cao gót màu đỏ đi đến bàn trang điểm bên kia, một trận lộn xộn tìm kiếm về sau, tự hồ tìm được tiểu bình thuốc, rầm rầm, đổ ra thuốc giòn vang, cuối cùng là nuốt thanh âm. Ngay sau đó, liền là liên tiếp như trút được gánh nặng thở dốc. Dép trông thấy giày cao gót của nữ nhân tại trước bàn trang điểm dừng lại hồi lâu, sau đó, nữ nhân đứng dậy, giày cao gót bắt đầu di động. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Tiếng điện thoại vang lên. Giày cao gót trời đi dừng vị trí, đi hướng dưới bệ cửa sổ bàn trà, cũng chính là điện thoại cất đặt địa phương. Nữ nhân nhận điện thoại. Đúng vậy, đúng thế. Ừm. Ân. Ừ. Nguyên bản định cùng bọn hắn cùng đi, nhưng ta bỗng nhiên mắc bệnh chỉ có thể trở về uống thuốc, đêm nay liền để bọn hắn đi thôi, ta ở nhà nghỉ ngơi một chút. Không có chuyện gì, không cần lo lắng, cảm ơn ngươi quan tâm, ta cực kỳ tốt. Nữ nhân cúp điện thoại, quay người, hướng giường bên này đi tới. Lọc bột. Hai chân lẫn nhau giảm gót trút đi giày, giày cao gót cơ hồ liền rơi xuống tại dép trước mặt, khoảng cách chi gần, để dép thậm chí có thể nghe được giày trên mặt truyền đến hương vị lập tức giường chấn động một cái nữ nhân hẳn là trực tiếp nằm trên giường còn phát ra một tiếng thoải mái thở dài hiển nhiên ban ngày trên sông ban nàng thoát ly cùng trượng phu hài tử gia đình hoạt động rốt cục có thể được đến một lát thanh nhàn cho dù là bởi vì thân thể nguyên nhân nhưng nghĩ đến cũng là cực kỳ hài lòng dưới giường dép bắt đầu suy tư mình nên làm cái gì hắn hiện tại có chút hối hận mình hẳn là sớm che mặt, sớm biết chỉ là nữ nhân một người về nhà lời nói, hoàn toàn có thể che mặt đe dọa ở nàng, để nàng không nên động, mình lại rời đi. Tin tưởng nữ nhân tự mình một người, cũng không dám vọng động, lại thêm hắn còn chưa kịp trọng độ, đối phương. Nói không chừng sẽ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thậm chí cũng sẽ không báo cảnh đâu. Nhưng, ngẫm lại cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù là hiện tại xác định liền một nữ nhân nằm ở trên giường, dép cũng không có dũng khí từ gầm giường chui ra ngoài uy hiếp nàng. Dép tận khả năng hé miệng, bắt đầu để cho mình im lặng miệng lớn hô hấp lấy làm dịu lúc này tâm tình khẩn trương. Chờ nữ nhân ngủ, chờ nữ nhân ngủ, đợi nàng ngủ về sau, thừa dịp trượng phu nàng cùng hài tử còn chưa có trở lại, mình liền có thể từ gầm giường lặng yên không một tiếng động chui ra đi, tại không kinh động bất luận người nào điều kiện tiên quyết an toàn rời đi. Nằm ở trên giường nữ nhân ở năm Nga bài hát, tay bên trong lại truyền tới lật sách trang thanh âm đáng chết ngươi làm sao còn chưa ngủ dép không biết cấp trên nữ nhân đến cùng nhìn bao lâu sách bởi vì lúc này dưới giường hắn đã đã mất đi đối thời gian trôi qua khái niệm cảm giác rốt cục ba dép nghe được sách bị khép lại thanh âm nữ nhân xuống giường đi chân đất nàng bắt đầu hướng cửa phòng ngủ đi đến vừa đi còn một bên ngáp dài là muốn đi tắm rửa sao dép trong lòng vui mừng. Thừa dịp nàng đi khi tắm, mình liền có thể chạy ra. Nhưng mà, để dép thất lạc chính là, chỉ nghe xoạch một tiếng, nữ nhân liền lại đi trở về, tùy theo mà đến, là radio bông tuyết âm. Kẹt kẹt. Nữ nhân lại nằm trở lại trên giường, cầm lên sách, radio bên trong bắt đầu thả lên nhạc nhẹ, nữ nhân đi theo ngâm nga bắt đầu. Đáng chết, nàng sẽ không còn phải đợi trưởng phu nàng cùng hại tử trở về mới ngủ đi một ca khúc kết thúc radio bên trong truyền đến thanh âm của nam nhân nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau hoan nghênh trở lại luzia cố sự hội chúng ta tiếp tục vừa mới giảng thuật cố sự chúng ta nữ chủ nhân catherine chính nằm ở trên giường cầm trong tay sách nghe ca nàng cực kỳ hưởng thụ cái này ban đêm ngắn ngủi nhàn hạ kỳ thật nàng một mực cực kỳ hâm mộ khác toàn chức phu nhân bởi vì đối với một nữ nhân mà nói một bên muốn tới bên ngoài đi làm còn vừa muốn chiếu cố nhà bên trong sự tình cùng hai tử, thật sự là quá mệt mỏi. Ai? Dép nghe được trên giường nữ nhân phát ra thở dài một tiếng, nàng tự hồ cũng có tương tự gặp gỡ. Nhưng mà, đúng lúc này, trong radio lời nói, lại làm cho dép lông tơ run rẩy. Nhưng Catherine không biết là, tại nàng nằm ở trên giường hưởng thụ cái này khó được thanh nhàn lúc, kỳ thật, tại giường của nàng dưới đấy, lúc này đang nằm một người dép. Yep. Nữ nhân. Trên giường nguyên bản tiếng thở dài cùng lật sách trang thanh âm, im bặt mà dừng. Cùng nhau tạm dừng, còn có trong radio thanh âm, tự hồ là tín hiệu không tốt hoặc là cái này kiểu cũ radio xảy ra vấn đề gì, bông tuyết âm một lần nữa tràn ngập. Dép yep một trái tim, lúc này đã gần đến hồ nâng lên cổ họng chỗ, hắn chỉ cảm thấy lúc này cái này tĩnh mịch từng tới điểm không khí, để hắn hô hấp đều có vẻ hơi khó khăn. Ha ha! ha ha. Trên giường, truyền đến nữ nhân tiếng cười, dường như tại mình cho mình làm dịu xấu hổ, đương nhiên, mục đích chủ yếu vẫn là giải quyết loại này, mình dọa mình, kiềm chế. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, dép thật muốn phối hợp với cùng một chỗ cười một cái. Nhìn, phu nhân, đừng nghe trong radio tên hỗn đảng kia nói bậy, giường của ngươi dưới đấy làm sao lại có người. Nhưng mà, đúng lúc này, dép trông thấy một chân, chậm rãi dò xét xuống tới nữ nhân, hướng bên giường chuyển lên đường. Dép nhìn cái này chân, hắn hai quả đấm của mình, cũng chậm chậm nắm chặt. Hắn trông thấy, nữ nhân ngón chân, cũng căng thẳng vô cùng. Nữ nhân tự hồ rất muốn xuống giường, nhìn một chút gầm giường, mà dép biết rõ một khi nàng xuống giường nhìn xuống, đem trông thấy cái gì. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.